Ê, em đục cái tường ra nha, em đục cái lỗ ra nha. Ờ, đục đâu, đục đi, cứ đục đi, cứ đục đi. Rồi, đủ bự rồi. Âu, âu, âu. Thôi không, không. Em đục cái lỗ ra để em đi xuống đây nè. À, em đục một cái. Hồn vậy. Em đục cái anh cũng hết hồn. Hết hồn không? Em thấy nào đứng trên góc em hết hồn quá. Cái trên tầng nó lên trên tầng luôn rồi đó không? Cái cầu thang trên á, nó vô rồi đó. Ủa không biết nó có được cái đường gì vô. Piu piu piu. Trời ơi. Em chạy nhanh quá, không kịp bắn á. Ồ, nghe tiếng à bà. Má vừa mới thả con drone luôn bà. Slash ra nè, slash ra nè. Ồ, 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 ồ. Sao chết hết vậy bộ? Còn test rồi con. Boss bên trong phòng á, trong phòng á nghe. Bên tay phải, à tay trái. Ừ. Ồ, chết rồi hả? À, sau lưng, sau lưng, sau lưng, sau lưng, sau lưng, anh nghĩ con switch. Coi coi cam này, coi anh nghĩ chắc dưới tầng dưới cái tầng dệt có. Nó bắn nát hết cam rồi. Nó bắn hết cam luôn rồi. Ồ. 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 Gì vậy nghĩa? Ê ê ê ê, thằng gì kìa? Thằng gì? Phiêu đâu, phiêu đâu, phiêu đâu, phiêu đâu, phiêu đâu. Chỗ ngã chết đó, đủ mấy em thấy nhất kìa ba anh. Quyền của ba. Cũng được. Mình thích là mình sale đúng không? Má đúng rồi. Hay nghĩa. Ừ, má trình anh giờ lên tới gold này không mà. Ý là sao anh biết nó đó và anh dùng troll nữa? Không không, cái chỗ đó lúc nó ra anh kiểu như anh nghĩ là sẽ có. Trời. Ừ, chứ đâu cần phải biết gì, em nghĩ là sẽ có rồi, nằm xuống thấy liền luôn. Để em nằm xuống thử, em thấy gì hết. Bởi vì không gà đúng không? Má, em được thấy Valkyrie rồi. Ơ vậy, vô bà nó chống hết luôn rồi bà, chống vô đi. Bèo bèo thông ơi, có nhưng mà để không âm rồi nén ra bèo bèo. Nghe cái cửa có cái có nghe cái cửa có cửa mà em vô á có camera của con Valkyrie á, sau lưng em á thôi. Bèo bèo bèo. Sau lưng em có cái camera của con Valkyrie á. Ừ đúng rồi. What the fuck? Ủa anh không thấy đó luôn ba. Thấy rồi, bắn rồi, bắn rồi, tao không. Ê thằng búa thấy anh mà không bắn anh ba. Ây đi. Má điện bạc chưa ngon quá, nó còn một chút máu à. Thôi luôn ý nghĩa nó còn một chút máu à ba. Má điện bạc chưa đẹp vãi, hết sọt hết luôn. Đâu rồi, đâu rồi. Một chút máu à nghĩa ơi. Đỏ rồi. Đó, nằm thấy nằm. Ờ thấy mà anh đang cứu tình troll đó bà. Ông ơi. Nghe mùi nè. Má cầm bị chú mưa sao làm quá. If you remain in this zone you will be detected by hostiles. Nhấp từ từ. Dò à. Vô 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 vô. Anh đang đợi nó vô. Bắn được một đứa ai kêu chết rồi nha. Đi mà mặt căng đét rồi ba. Ừ. Là cầm ờ à, để anh thôi anh chạy xuống hầm đi. Có khu xuống đâu. Có ai có thể nào sửa ông Pooh rồi không? Khô xuống đâu em không thấy, em đâu biết đứng đâu đâu. Nè, thấy rồi nè. Đâu đi vào, vô đi vào.
đây anh mày chóng không à, anh mày đó. Mua sơ nhỏ chịp tim của chúng ta đó ba. Vô đây không, không ai trong này đâu, tôi đang dùng son nãy giờ mà. Này, cái cầu hang. Vậy đấy. Không ngờ bắt anh thấy nó luôn quá. Nhịt mãi cái tường gỗ này. Khỏe mà lừ. Nó bề kẹt chơi luôn quá. Rồi, xong bộ mình tự sát hết rồi. Nó vô hội Suicide Squad không? Suicide Squad mà. Béo, nó chạy ra kìa. Thằng nó chạy ra kìa. Ô, sniper chưa chết. Ơ, trên lầu có hả? No! Yes. Nó lên 200 nè. Má, nãy nó tra khảo xong nó chết luôn quá. Nó tra khảo xong là anh bắn thằng pull xuống luôn á. Pull chết rồi, pull trên lầu. Ngay hai thằng cuối nó ngay trong cái phòng này luôn á. Ừ, một thằng nè. À, để tôi bắn khói vô. Ê, tụi mới thấy nó. Thằng còn lại đâu rồi, nó chạy ra ngoài rồi. Mày gì chết đi cu. Ờ, sao nó không chết? Ờ, sao nó không chết, mấy cái đá. Ờ, sao bé không chết? Bình tĩnh nha, không, khoan từ từ nha, được rồi. Nó đang canh chỗ em rồi. Vấn đề là cái thằng còn lại nằm ở đâu nè, anh không có dám nhào vô. Thằng lại đâu? Anh nghĩ là trên đây nè, Vô không? Canh vô này giùm anh nha. Đừng bắn, bắn lửa vô là được rồi. À, bắn quá trời bắn luôn quá. Mà anh spray từ mặt đất lên tới danh trời luôn. Rồi, thắng rồi, ngon đi. Bỏ đâu? Nó trống luôn, nó vô nó rìm. Còn một thằng bên đây trái, góc trái của em á không? Góc trái của em á. Quay, cái trái bờ bên đi, cái cửa bên kia á. Cái cửa bên đây trái á. Ờ, đó, đúng rồi, ngay dưới cái ghế á. Nó đi lên nha, không, đằng sau là công thành, không. Bên phải. Đâm giá. Nó chạy ra ngoài rồi. Nằm giải chết đi ba. Nó đứng chết bên em luôn mà. Rồi, barricade. Khoan. Sau lưng rồi. Má hồi nãy có ai nãy tôi kêu con suýt không vậy? Thấy. Nó chạy qua kìa ba. Nó chạy qua kìa. Má thôn, what the fuck thôn. Thắng rồi. Ủa? Chưa, nó vô là không có thắng. Không, thằng này giết được mà. Ừ, là vấn đề đấy. Nó chạy ngang qua cái cục của em luôn. Má vậy bắn kìa trời. Ê, chi. Nãy thông là đố tim á thông. Nãy mà gặp anh á, em bấm V là đâm dao nó luôn rồi. Là nó chết liền hả? À. Phải mà nãy em hoảng tại em đang nạp đạn mà em hoảng, em mới ấn nút Y cái đổi thành súng lục em bắn ra qua mà. Má. Em tưởng nó giết em rồi, tại em chạy lại, em thấy nó chạy lại gần em luôn mà cuối cùng đéo biết. Đéo thấy luôn mà, đúng ngu luôn mà. Má, thấy dân chơi đứng đằng sau lưng gì ba. Má giờ có custom đồ nó ba đã quá ba. Còn hang, chỗ xóa. Đi mà em giết được hai thằng. Đó, ngay chỗ xóa luôn á.
Ủa? Thấy rồi ba, vô rồi, nó chết rồi. Chết rồi. Này nè. Đâu rồi? Ê, đợi, lỗ đây, đục cái lỗ đây mày, ai có bơm hay gì không, đục cái lỗ đây mày. Lỗ này nè, bèo. Đừng bèo ra kia vô đó bèo. Ừ. Đục đi, đục đó. Đục rồi. Đục lỗ đi qua đi lại. Đúng rồi. Lỗ này nha bèo, lỗ này mà, ra vậy. Lỗ này nè. Không, được. Cũng được, đục đi. Chị lục hết luôn. Sao nãy giờ anh toàn kêu assist không vậy trời. Còn Seth nữa, ở đâu Seth chết rồi. Ai chết rồi. Kìa, hay quá nghĩa. Nó cái thảm nó không rẻ đâu anh à. Đây, xài thảm lâu xài thảm cho vui. Rồi, xuống đi bèo. Con thợ mai ở đâu thách chơi không? Không, hồi như không có ai dùng thách. À, có thách chơi kìa, ai dùng thách chơi kìa. Anh đang đánh thách chơi nè, ý là có ai cần thách chơi không? Nè, chỗ này nó gắn cái tường ấy nè. Chỗ em nè. Xuống xuống lậu nè, nó gắn cái điện của thằng gì của mình mẹ đanh. Bandit hay gì? Bandit. Anh Dục đâu vậy? Đâu đâu. We're really be fucking home coming right up. Ê, em ra em. Hồi nãy tôi mới thấy cái chân nó xuyên qua cái tường mà. Camera đây anh nằm đâu quên từ rồi. Này có cứu, đúng. Được. Hay đó không? Như gì gắt rồi. Nên gắn khiên lên coi em thấy cái độ lò rồi em bắn luôn. Em bắn được mà. Nè cái chỗ này mà đục đường cái là đã luôn. Nghĩa đâu rồi? Nghĩa đâu mất tiêu rồi mà. Đây những cái lỗ qua bắn nào. Đâu được đâu. Nè nè nè. Tại vì nó lấy từng rồi. Ủa bắn vậy mà không mất máu trời. Ồ nhìn chơi đi nè không. Nó bắn rồi, bè bắn đi bè. Ê có một chỗ mất điện rồi đó. Anh đục cái tường mà kế bên đi không. Đục tường ở đây nè. Ủa cái chỗ anh bắn cái cục bằng bắn đít rồi. What the fuck? Ủa thằng này nó bắn cái đầu gai ta? Mà nó ăn cái nỏ này nè ông. Này này có hàng trong phòng này nè. Ông ơi cứu tôi ông ơi. Từ tôi chạy vô trong này nè. Cứu đây không anh canh cho. Ây da đủ, nó bắn cái đầu cho ba. Má trời ơi, hèn chi nãy thấy nó bắn đạn ra. Đó. Sao giờ còn mỗi mình anh vậy? Ơi. Còn bèo mà nó đứng trong ngay cái cửa ra vô mà bên ấy đi á. Mà giờ là chạy đâu có kịp với thằng bèo. Nè có thằng ở đó không? Đó một thằng. Đó anh cửa trước mặt anh đó, Vừa mới nghe thấy ca. Đó. Anh vô anh hốt thằng trong này trước đi. Nó ra kìa từ. Thiệt hả luôn á, thiệt luôn á, anh canh bò luôn á nhé. Chứ sao, nó đang canh ở dưới mà. Trời má. Trôi của nó là giống mình nó coi được thôi, giống ai coi được. Bè kệ hết luôn đi, kệ hết luôn. Chỗ này nó khó. Anh bán răng mà tưởng nó chọn chỗ này là chỗ cuối cùng mà nó chọn luôn. My toxic play. Hay quá, quăng cái chỗ này giấu đúng hay luôn rồi, nào bước vô cho nổ thì. Quá thông điểm ra mấy thứ. Oh, không ai barricade cái cửa này à. Blackbeard chết rồi. Blackbeard chết rồi đó. Đỡ được nguồn cánh nặng. Reloading. Hay quá. Một lớp. Điểm cao mấy color. Nghe đây nè.
Thấy còn canh bên này nữa không? Nó đang lên cầu thang của anh, chỗ anh đang như này nè. Sao? Lên đầu cầu thang luôn hả? Anh nghĩ là vậy. Anh đợi nó lên nè. Ồ, cái tiếng nghe tiếng sập sập mù. Nó còn mình. Có một thằng recruit nha ba. Sợ ngoài đi đường này hát gì vậy? Đây nó dưới hầm á. Dưới hầm hả? Đây, từ từ để nó gì tôi đi xuống với coi. Nó vẫn đang sang anh nữa. Anh nghĩ là Ash hay cái gì đó. Anh chưa thấy. Nó chạy vô người em rồi không? Mà giờ anh đang đợi nó vô nè. Đây nè. Đó, Phil chết nè. Ash đang vô á, anh nghĩ là Ash á. Rồi, còn mỗi con Recruit á. Con nó còn gì vậy? Ash hay gì vậy? Recruit? Không, anh không ai. Ôi, sorry. Mày vô đây, mày vô đây. Nó spot anh rồi, nhưng mà nó không biết đâu. Thì một nó cầm khiên hay cầm cái gì. Cái thằng Recruit này nó... Ôi, đây. Chạy đi đâu? Má mình anh xử hết 4 đứa luôn á.